Năm nay, tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia với chủ đề Vinh quang Điện Biên Phủ, trải nghiệm bất tận. Đây là năm du lịch quốc gia đặc biệt với nhiều hoạt động, sự kiện gắn liền với kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 33 di tích lịch sử được xếp hạng, trong đó có di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, chiến trường Điện Biên Phủ. 18 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó nghệ thuật xòe Thái và thực hành then của người Tày Nùng được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là nguồn tài nguyên văn hóa lịch sử dồi dào để tỉnh Điện Biên xây dựng các chương trình, sự kiện trong năm du lịch quốc gia. Đường hàng không đến với Điện Biên đã được đầu tư nâng cấp. Cái điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển du lịch cho Điện Biên đang được cải thiện một cách rõ rệt. Thì đây là cơ hội mà năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 đang nắm bắt được để tạo nên một cái cú ích bứt phá. Dự kiến năm nay, tỉnh Điện Biên thu hút khoảng 1,3 triệu lượt khách. Tổng thu ước đạt khoảng 2.200 tỷ đồng. Năm du lịch được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thu hút các nguồn lực trong đầu tư phát triển xây dựng các sản phẩm mới, hấp dẫn, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đánh giá rà soát những dư địa tiềm năng thế mạnh của tỉnh Điện Biên để thúc đẩy phát triển du lịch, mục tiêu đó là chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xác định du lịch sẽ từng bước là nắm vai trò quan trọng trong cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nhằm xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Sẽ có 169 chương trình sự kiện diễn ra trong khuôn khổ năm du lịch Điện Biên, trong đó có 13 chương trình sự kiện quốc gia. Điểm nhấn là lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối ngày 16 tháng 3 tại quảng trường ngày 7 tháng 5, thành phố Điện Biên.